gương mặt Chúa. Quãng xa bao nhiêu ô nhơ, con trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong Cha, nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên, lời tuôn vinh danh thánh Ngài. Gặp Ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng, thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phụng hưng ban sự sống mãi trong tâm con. Hết cả thần linh này, con dâng lên Chúa. Với tất cả mong chờ, lòng bừng cháy luôn. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng, thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phụng hưng ban sự sống mới trong tâm con. Thưa quý vị, Chúa đã tạo nên chúng con, và Chúa cũng đã nuôi nấng chúng con bằng sự hành chính của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì trong suốt từ đại gia, Chúa đã cho chúng con có thu nhập. Biết ý Chúa để làm gì, để hội thánh nhỏ bé này sẽ được phát triển.
linh thân chúng ta sẽ được lớn mạnh và sâu nhiệm, và con cháu hậu tự chúng ta sẽ kế nghiệp quý vị lo công việc Chúa phát triển hơn. Đó là lý do chúng ta tìm biết thứ hai. Nhiều người hỏi rằng để biết được ý Chúa thì làm sao? Thì cách là một sư rồi xin thưa hồng thánh, thứ nhất chúng ta có cuốn linh thánh trong tay này. Quý vị ở nhà hay đi nhà thờ hay là thuận tiện thì luôn luôn nên có cuốn linh thánh này. Nhiều khi chúng ta càng đọc lời Chúa thì Chúa nói là thở những cái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên tĩnh. Có ai trong quý vị trong đó là tôi không bao giờ mệt mỏi không? Không. Nhiều khi quý vị khóc mà không mệt mỏi, nhưng đã tin Chúa lâu năm rồi thì chúng ta phải xin Chúa cho con biết ý này, sâu nhiệm trong Chúa. Vì hầu thánh này không phải chỉ một sư tốt mà qua quý vị mới phát triển được. Làm thế nào để biết ý Chúa trong sinh hoạt của cơ đốc nhân? Nhiều vấn đề đến với chúng ta, nhất là trong những hoàn cảnh đau buồn, thất bại, éo le. Chúng ta thường tự hỏi tại sao Chúa không can thiệp. Có một vị giáo sĩ đi truyền giáo tại một bộ tộc ăn thịt người. Ông than thở, ông nghe kia thì bị bộ tộc bắt ông và muốn ăn thịt ông. Và trong con người cũng như những sinh vật, cái cơ bắp cái thịt đùi là ngon nhất vì nó nạp đó, là cái bộ tộc này cắn cái đùi của ông để ăn thịt. Nhưng mà không ngờ cái chân đó là chân giả plastic, thành ra họ thả ông và ông được sống. Ông biết được đây là ý muốn của Chúa, muốn con sống để truyền phục ông cho cái bộ tộc ăn thịt. Câu chuyện nghe nó tức cười không, nhưng mà là khi Chúa đã không hiểu, khó lắm, chúng ta không hiểu được đường lối của Chúa như thế nào. Bây giờ có ba vấn đề mà tôi xin trình bày của Hội Thánh: biết ý Chúa bằng lý trí. Tuy nhiên chúng ta khác mọi sinh vật vì chúng ta có cái đầu này, phải không? Chúng ta thấy một em bé làm con giỏi văn hai hát hai thì nó sao? Em bé này có cái đầu viết tuyệt vời, phải không? Em bé này có bộ nhớ rất là. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta một câu rất là quan trọng: chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Dĩ nhiên lý trí là một điều rất quý Chúa ban cho để chúng ta sống với nhau và với Chúa cũng như Hội Thánh này. Lý trí này có thể giúp chúng ta hiểu biết ý Chúa trong đời sống chúng ta. Và tại sao chúng ta không thể dựa trên sự khôn ngoan của lý trí mình để giải quyết mọi vấn đề? Nói vậy đó, nhưng mà chúng ta cũng có mức độ, nó cũng có hạn chế. Chúng ta biết mặt này thì lại không biết mặt kia. Thành ra đó nó có một cái tập thể lẫn lộn cộng tác với nhau để hiểu biết. Đó là lý do mà chúng ta đưa con đến trường, từ tiểu học, trung học đến đại học, để cái đầu này được mở ra. Ngay cả mấy bạn nấu ăn, làm bếp nó cũng cần có cái lý trí để biết chiên xào nấu nướng làm sao khoai khẩu, phải không? Chưa nói là đề tục, chưa nói là nhà hàng. Lý trí này rất quan trọng. Chúng ta đến đây cũng là ở đầu từ lý trí. Sáng nay con muốn đến đây để chiêm ngưỡng Ngài, nghe tiếng Ngài và thân công với mọi người. Lý trí này sẽ nổi lên. Nếu mắc lý trí này quý vị còn đây nó cũng đáng mà tôi nói cũng như nó cũng đáng. Đó là lý do mà chúng ta phải phát triển cái này. Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta qua suy luận của lý trí. Ông John Wesley đưa ra bốn cái cột trụ cho việc làm của thần học, vì ông là một nhà thần học. Ông nói rằng chúng ta phải có Kinh Thánh, có truyền thống của giáo hội, và có lý trí để lý luận, và có kinh nghiệm của cuộc sống. Lý luận đã một vai trò rất quan trọng trong việc nhận biết Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lý trí để sử dụng, để muốn chúng ta dùng trí khôn để lý luận. Nhiều lần chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Và Ngài phán: hãy dùng lý trí của con để học việc làm.
Đức Chúa Trời đã giải quyết nhiều nan đề của chúng ta, nên Ngài ban cho chúng ta trí óc sáng suốt để phán đoán. Có những việc chúng ta chỉ cần làm cho hợp với lý, cho hợp với lý là được. Tôi thấy cái câu chuyện là có những người đang chơi trên đường ray xe lửa, thấy tàu hú bò sắp tới, nên nghĩ rằng thôi mình tập trung cầu nguyện để tàu không tới tàu mình, sử dụng đi như vậy là nó không đủ. Biết tàu trên đường ray mà mình lại chơi trên đường ray là cái sai lầm rồi, lý trí sử dụng phải ra khỏi để rồi tàu nó đi qua, đó là chuyện bình thường. Người ta kể câu chuyện tức cười này để làm gì? Thì khi chúng ta cũng sống như vậy mà biết là thờ Chúa nhưng vẫn ăn đồ cúng, biết là thờ Chúa nhưng bảo là thờ thì tự do muốn làm gì là làm, đối chuyện lung tung không có trang nghiêm. Biết là kinh thánh là kim chỉ nam nhưng chúng ta không có làm, mình lý trí này nó bị lệch. Tôi không nói là bị bệnh tâm thần không biết như thế nào, nhưng mà sáng suốt để áp dụng lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hội thánh này tôi xin nhắc lại, phát triển hay không, lớn mạnh hay không là do mỗi con cái của Chúa dùng cái bộ óc này, lý trí này đầu tư để chúng ta phát triển cuộc đời. Điểm thứ hai đó là biết ý Chúa qua hoàn cảnh. Ở trong sáng thế ký đoạn 45 câu 8 phần là ông Joseph nói thế này, Joseph nói với các anh về việc làm gian ác của họ đã bán ông cho lái buôn để họ bán ông làm nô lệ tại Ai Cập. Tại sao Joseph có thể nhận biết ý Đức Chúa Trời muốn dùng ông để cứu gia đình và dân ông thoát khỏi cơn đói kém? Chúng ta có thể nhận biết ý Chúa qua những hoàn cảnh và tình cảnh như thế nào? Joseph xác nhận 3 lần trong tập đoạn này với các anh là ý muốn của Đức Chúa Trời đã sai ông đến Ai Cập, đưa ông lên làm tể tướng, mặc dù các anh của ông vẫn ác ý đã bán ông làm nô lệ. Joseph tin Đức Chúa Trời là đấng để trị trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của ông. Đức Chúa Trời là đấng để trị mọi hoàn cảnh là một lãng hạt kinh thánh bài tỏ. Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua những hoàn cảnh như Roma đoạn 8 câu 28, và chúng ta biết rằng mọi sự hiện tại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài. Họ bán Joseph rồi ngưỡng người đó bán cho người Ai Cập làm nô lệ, nhưng rồi bởi ý muốn Đức Chúa Trời là để nhắc Joseph lên làm để ước. Khi dân sự của ông, các anh của ông nói thế, họ bắt đầu đi xuống và gặp ông. Ông đang ngồi trên ghế thủ vương. Ông đang có người là các anh muốn giết ông, nhưng bây giờ Chúa dùng của Joseph để cứu gia đình và dân tộc ông để họ sống. Thật ra mình không hiểu nổi. Đây không phải là câu chuyện tôi kể, mà Kinh Thánh đã sắp xếp Joseph đã trở nên con người được Chúa sử dụng. Và ý muốn của Chúa muốn cứu dân tộc ông và các anh của ông. Hoàn cảnh là một yếu tố giúp chúng ta khám phá ý muốn của Đức Chúa Trời. Có những người ở tại Việt Nam thì không dễ gì biết là thời đi làm hay nghe đạo gì. Nhưng mà rồi trong cái hoàn cảnh đặc biệt, quý vị có thể vượt biên, gia đình con cái bỏ lại, mà cách nào đó quý vị có mặt ở tại Hoa Kỳ. Và rồi có những người được đến trong đền thờ của Chúa được nghe tin lành, biết Chúa Giêsu thờ phượng Ngài. Đó cũng là ý muốn Chúa ban cho cái hoàn cảnh đầu thai và người ta đi thờ Chúa, biết Chúa, đó là để cảm ơn. Tuy nhiên chúng ta không dùng hoàn cảnh làm nền tảng duy nhất để quyết định nói rằng hoàn cảnh như vậy nên nó là ý Chúa. Chúng ta cần đối chiếu yếu tố hoàn cảnh với những yếu tố khác. Chúa đang phán gì với bạn và qua hoàn cảnh bạn đang đối diện. Cảm tạ Chúa vì Ngài đến từ mọi hoàn cảnh.
xin phán với con qua mọi hoàn cảnh của đời sống con. Tôi có dịp ở Việt Nam và lên Pleiku hơn 10 năm. Khi tôi ở Việt Nam thì thỉnh thoảng lên để giảng dạy. Nơi đó không nhà thờ, không người trang nghiêm, bị bác bớ, bị thiếu thốn, bày chiên tan tạc. Nhưng mà cảm ơn Chúa có một nơi hẻo lánh đặc biệt, có hơn 40 anh em tại một phòng cao kia, họ quỳ gối cầu nguyện khao khát, xin Chúa làm phép lại để cứu lên khu hồn thành. Ở bên ngoài thời tiết giá lạnh, vùng cao nguyên chúng ta biết rất là đẹp, nhưng mà trong cái phòng cao đặc biệt đó, trong cái hoàn cảnh khủng khiếp đó, họ quỳ gối cầu nguyện reo rơi với Chúa này. Và thật sự Chúa đã làm thế là cuộc diện đã thay đổi, hội thánh được mọc lên, nhiều người đã làm tin Chúa, nhiều người đã trở về quê hương để xây dựng hội thánh và sống trẻ. Bây giờ hai về Việt Nam đem lên câu hình này, công việc Chúa đang phát triển rất. Tôi muốn nói này nó để nói lên rằng mỗi chúng ta phải từng trải khi sống trong những hoàn cảnh đặc biệt. Có nhiều khi trong gia đình quý vị có một bài con rất quý, nhưng mà không ngờ có nhiều đứa nó hư, đưa đến một hoàn cảnh quý vị đau đớn này. Ai từng trải nhà đó thì cầu nguyện. Rồi có những nơi chúng ta sống tưởng là an bình, nhưng mà không ngờ là chúng ta bỏ rơi. Nhưng mà mỗi sự cầu nguyện của hội thánh của quý vị, Chúa đã mở cửa, Chúa đã làm phép lạ và Chúa đã cứu chúng ta. Ở bên Hàn Quốc, tôi có dịp qua thăm hội thánh của ông Kim Jong-il. Ông là viện trưởng đại học của Hangul Hoan Korean. Có một người đàn bà tên là vợ, và viết một cuốn sách đó là Người đàn bà hạnh phúc. Đó là một ngày kia, người ta đặt nhiều câu hỏi cho bà, và câu hỏi được đáp trước sau như một. Từ đầu cho đến cuối trách đã nói đến Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ Ngài mà bao nhiêu cuộc đời bất hạnh đã biến thành hạnh phúc. Những người đó bao gồm người cha trong gia đình, người vợ bị chồng bỏ, người phụ nữ bị chính cha mình phản bội, một người làm điệp viên cho bác hà bị án tù trung thân. Khi những người như thế tìm được và nhận lãnh câu trả lời duy nhất là Ngài, tức là Đức Chúa Trời, thì họ tất cả đã trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian. Đó là trích thư giới thiệu của bà Kim Jong Un, vợ của một sư tiến sĩ Kim Jong Un, tháng 3 năm 1999. Các bạn thì tùy theo lượng đức tin, lý trí suy luận, hoàn cảnh Chúa cho phép và chiều sâu thuộc linh của từng quý vị này cho phép quý vị đối diện với hoàn cảnh. Có người trong nghịch cảnh để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. Ngài cho phép một sự xảy ra để mà tôi luyện đời sống tin tính của chúng ta, rèn luyện đức tin của chúng ta. Quý vị sẽ trở nên kết quả tốt đẹp cho Chúa trong tương lai. Có bây giờ quý vị tưởng tượng rằng sáng nay ngồi bên cạnh con, chúng ta cần phải sống một đời sống tin biết đi Chúa, biết đi Chúa qua phần thứ ba là người tin tin. Tôi may mắn là được sinh ra và lớn lên tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chi hội Đà Nẵng. Đà Nẵng là chi hội Tin Lành, các giáo sĩ đầu tiên đến Đà Nẵng. Trường Kinh Thánh cũng bên cạnh nhà thờ Đà Nẵng, các vị giáo sĩ cũng ở nhà bên cạnh nhà thờ Đà Nẵng, và rất may mắn được học thường chủ nhật với các vị giáo sĩ đầu tiên. Và Hội Thánh Đà Nẵng phát triển rất là tốt, trong thành phố còn đã có gần 90 nhà thờ. Đà Nẵng là bên kia là Tân Lan, bên kia Hải Châu, bên kia Hải Phòng, quý vị đã nhận biết rồi. Núi Thành bây giờ cũng có, ra Huế, ra Lâm Cô và đi khắp mọi nơi trên toàn đất nước Việt Nam. Hội Thánh Tin Lành đã đi từ Hội Thánh này, và ở đây có một điểm đặc biệt là có một ban chấp
tìm kiếm Chúa một mình. Họ có một đầu óc rất kỳ diệu, nhiều người rất tài năng, tinh thần tâm lý thằng mười rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là tôi thích nhất là mỗi tối thứ ba cái giờ cầu nguyện của Hồ Thánh. Họ cầu nguyện lớn tiếng, kêu gào với Chúa, cầu nguyện cho một số đầy ơn dám đi làm việc cứu tội nhân. Quý vị có tin không? Cầu nguyện cho nhiều người tham gia vào chiến đạo, cầu nguyện cho nền tư trị Hồ Thánh, dân hiến để chúng ta mở mang vương quốc của Chúa Trời. Nhiều vấn đề quý vị cần phải biết và cầu nguyện, sử dụng đi đi. Và những người viên kính đó đã để lại cho tôi cái hương và tôi học còn để học. Và sau này trở nên dân hiến cuộc đời này để học việc. Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình, không có người thứ hai. Mẹ tôi rất sung sướng, rất vui khi tôi quyết định đi học trường Thượng Thánh để trở nên người học việc. Có những nguyên tắc hay phương cách nào giúp chúng ta tìm biết ý Chúa? Ông Môi-se là vị lãnh tụ của điển gia của Chúa Trời, nhưng ông bằng lòng lắng nghe và làm theo lời hướng dẫn của cha vợ mình, là một người kính sợ Chúa Trời. Sau này chúng ta học Môi-se thì biết là ông quá tuyệt vời rồi đó, nhưng mà trước đó ông cũng nghe lời khuyên của ông như để cho là người tin kính Chúa. Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua lời khuyên của những người trưởng thành. Trong trường hợp đó, bạn không nào không biết nhiều kinh thánh, không biết ý Chúa trong một hoàn cảnh mình đang đối diện, chúng ta cần những người cố vấn tinh thần, là những người hiểu biết lời Chúa và có nhiều kinh nghiệm trong đời sống để hướng dẫn giúp chúng ta những lời khuyên khôn ngoan theo đường lối Chúa, để có thể tránh những lựa chọn sai lầm đau lòng về sau. Kinh thánh dạy nghe theo lời những người không biết Chúa là dạy, mặt khác không nghe lời khuyên của những người tin kính Chúa cũng là đều thiếu khôn. Khi bạn bối rối trước một vấn đề nào đó thì lời khuyên của một người trưởng thành hiểu biết có thể giúp chỉ ra những sai lầm. Đó là một trong những giá trị của Hội Thánh. Đó là lý do mà Hội Thánh chúng ta thấy từ thời ông Phao Lô sứ đồ, ngoài sứ đồ ra 12 vị cầm với Chúa, ngài đem đi nơi đó để giảng đạo, nghe Chúa mầu linh, và sau đó Hội Thánh được thành lập thì Hội Thánh có các chấp sự, tất cả đều đã được thành lập, nhưng khi bầu ra chấp sự, những người đó mới được tái sanh để gặp Chúa, nghe tiếng Chúa, họ có sự cảm động để cảm tác với một sư là người cây ngô đặc biệt để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là lý do để có sự hiểu biết chúng ta phải nghe kinh nghiệm của những người đi kinh. Ông Môi-se một vị lãnh đạo tài ba của dân Israel, nhưng mà ông vẫn nghe lời khuyên, lời hướng dẫn, lời dạy dỗ của ông gia mình là ông gì? Thì tôi nghĩ chúng ta ta không là Môi-se, chút xíu cũng không giống một Môi-se nữa ha. Đại học còn nhiều để chữa bệnh với cho gia đình, cho một thanh quyền. Như vậy tóm lại, xin Chúa giúp con nhận biết ý Ngài qua sự cố gắng của những người tin kính và kinh nghiệm trong đời sống theo Chúa của họ. Để kết thúc ở đây, chúng ta nhớ là cái điểm để biết ý Chúa, để chúng ta cùng tiến đạt lời Chúa qua tình thánh, qua truyền thống của Hội Thánh, qua lý luận đầu óc lý lý sự khôn ngoan chúng ta làm, các sách cổ linh, hoàn cảnh chúng ta thấy, kinh nghiệm của những bậc tiền nhân họ kinh sợ luôn rất cụ thể, tôi giảng rất thực tế thật nhiều để có việc áp dụng, và chúng ta áp dụng như vậy để học thánh Chúa được lớn hơn. Lạy Chúa, xin cho con từng trải nghiệm nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc thường hay đem ra ý Chúa luôn. Chúa buổi sáng nay con đến
Chúa thêm sức cho anh vị này tới, con có thể khỏe mạnh trở lại, ở lại Sacramento làm việc và gặp lại anh em chúng con. Chúng con nhớ đến bà Phú, hai tuần nay cũng không được khỏe lắm. Con biết rằng cuộc đời của chúng con không biết lúc nào chúng con có thể gặp Chúa. Tuy nhiên chúng con ước ao những ngày mà sống trên đất này, Chúa cho chúng con góp phần. Dù là những điều chúng con có thể làm được, Chúa cũng đẹp lòng để chúng con cảm ơn Chúa trong những ngày Chúa cho con sống được trên đất này. Cảm ơn Chúa. Chúng con nhớ đến bà tốt ở đây, cảm ơn Chúa bà cũng đã trở lại nhớ những ngày Chúa thêm sức cho bà. Con nguyện xin tình yêu thương của Chúa dần thấm trong đời sống của con. Tình yêu thương nhắc nhở của con để chúng con tìm cầu ý của Chúa mỗi ngày trong đời sống, để chúng con sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng anh em chúng con. Con nguyện sự ân điển của Đức Chúa Cha nhắc nhở chúng con về sự ban cho của con cho chúng con hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống, để rồi chúng con có được yêu vật để chúng con lo cho gia đình của con đoàn thắng và những người yêu biết Chúa. Con nguyện xin Chúa Thánh Linh ngài ở với chúng con, để gia chúng con nhắc cho chúng con trở lại thờ phượng Chúa trong những ngày tới. Từ đây những ngày Chúa chúng con trở lại. Amen. Này con mong được tươi mới, lòng thành dâng lên lời tuôn vinh danh thánh ngài, gặp ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa hiền thiêu đốt cả hồn linh con, nguyện ngài phụng hướng ban sự sống mãi trong tâm.